Em bắt đầu giới thiệu đến quý vị một đôi loa khủng bố luôn. Bắt đầu giới thiệu đến quý vị nhìn xem, nó cao ngang xe ô tô em luôn. Em nó cao ngang xe ô tô của em luôn nha quý vị nhá. Trước mắt quý vị đây là một đôi loa Sony. Bát của em nó 40, cả viền nó phải 50 chứ. Nhìn thì quý vị cảm giác em quay quý vị cảm giác nó rất bé nhưng ở ngoài nó to lắm. Quý vị phải biết là em đang xếp gần so với đây đầu xe ô tô của em với nó này. Nó cao ngang đầu xe ô tô em luôn nhé. Để biết nhé. Cực kỳ là cao. Em nó cao thế nào? 1 2 3 4 cao 80, 1 2 rộng 50. Cao 80 rộng 50 sâu thế nào? 1 2 sâu 40. Gồm có một đôi loa và con đầu của nó em nói đây đây. Đây là bộ Sony X7D quý vị nhá. Bộ Sony X7D em đặt dưới đây xem này. Chạy tất cả các loại đĩa luôn, cả DVD, FM, DVD, USB có hết này. Quý vị nhìn này. Em nó chạy hết cả USB, USB này. Net, ghi là USB này. Chạy cả Bluetooth luôn. Có chế độ Bluetooth này, không biết là chạy không, có chế độ Bluetooth này. Quý vị nhìn nhé, có chế độ AM, FM, Play nhé. Được chưa, DJ, có chế độ DJ luôn nhé. Hàng còn đẹp lung linh luôn. Đây, mã cho em ở đây quý vị nhé. Đẹp lung linh, về lau quý vị lau đi. Bộ đấy, lau đâu sạch đấy luôn. Audio mã X7D nó luôn, em nó cực kỳ là khủng luôn. Đẹp như mới luôn, bát 40. Quánh gọi là bay nóc nhà khác luôn. Nhá quý vị nhá. Đây nó đóng bánh bay nóc nhà luôn. Đây, bên dòng Sony. Quý vị nhìn thấy em nó chưa? Quá là khủng luôn. Một mình một người không thể bê được một cái loa đâu quý vị nhé. Một phía trước đây này, quý vị này, cấm ê một người phải hai người khênh nhé. Phía sau em nó là hai, phía sau của em nó là thiết kế với hai lỗ thông hơi này, hai lỗ, không phải hai lỗ thông hơi mà đây là tay sách nhé. Em nó cắm từ loa sang đầu đều bằng các rắc cáp hết quý vị nhé, các bạn hết nhé. Đây là hàng khủng luôn, như đây phía sau của đầu đây nhé. Sony model HCD X7 quý vị nhìn cho kỹ nhé, đúng chưa? Gọi đến từ máy tính, điện tử, âm thanh. Chúng tôi cung cấp thiết bị âm thanh chính hãng như loa đài, âm ly, dàn nghe nhạc karaoke. Máy kiểm đầy đủ quý vị chưa? Thiết kế vậy là một bát 40 này. Đây là một bát 40 này. Một bát màu trắng 40 rất là nổi, nhìn rất là sang trọng. Một chung này, một tép kèn này. Đây một tép kèn nha quý vị nhé. Này, lau sáng đấy, nó bong luôn. Tép kèn này, một chung. Còn bên đây thế. Giá của đôi loa này là 15.900.000, không phải đôi loa đâu mà cả bộ này luôn. Cả bộ này 15.900.000 quý vị nhá. 15.900.000 có cả kiện đầy đủ nhá. 15.900.000. Quý vị nhá. Giá của em nó là 15.900.000. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến em. Đây là phải nói là em Sony cực kỳ khủng luôn nhá. Quá là khủng luôn.